Không may mắn mắc bệnh bạch tạng từ lúc sinh ra và bị nhiều người xa lánh, Châu Xuân Huy, Châu Xuân Hùng vượt lên số phận và dùng lời ca tiếng hát kiếm tiền phụ bố mẹ. Từ khi sinh ra vào năm 2000 ở xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, anh em song sinh Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng không may mắc phải chứng bệnh bạch tạng hiếm gặp. Cơ thể lành lặn, nhưng cả hai mang trên mình vẻ ngoài khác lạ so với người bình thường. Hai anh em có nước da màu hồng, tóc trắng, cặp mắt hồng, pha lẫn xanh dương. Vì thế hai cậu bé được nhiều người dị nghị, xa lánh. Nghỉ học sớm sau năm lớp 7 vì mắt kém, Châu Xuân Huy đi học hai khóa piano và chơi thành thạo trong một năm nhờ có năng khiếu. Sau đó Huy dạy cách đánh đàn cho em trai. Giờ đây hai anh em Huy, Hùng có thể tự kiếm tiền, phụ giúp gia đình. Chơi đàn hay, hát giỏi và rất tự tin nên Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng được nhiều người biết đến và thuê biểu diễn ở các đám cưới. Mỗi lần đi đánh thuê, họ được trả từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trên một buổi và mỗi tháng cũng kiếm được vài ba triệu phụ giúp bố mẹ. Tự tin vào khả năng của mình, Huy và Hùng ước mơ sau này sẽ trở thành ca sĩ để có một cơ hội giúp đỡ bố mẹ, đưa lời nhạc, tiếng hát đến với mọi người. Dù không phải là người nổi tiếng, nhưng Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng đã thu hút hơn 3.700.000 người xem cùng khi livestream trên Facebook cá nhân. Facebook cá nhân của Châu Xuân Huy có hơn 2 triệu ngàn follow. Huy cũng tạo kênh YouTube cá nhân để kiếm thêm thu nhập, hiện có gần 5.000 subscribe. Qua các clip livestream, dễ thấy Cao Xuân Huy có phần sôi nổi hơn, còn cậu em Xuân Hùng lại khá kiệm lời. Tuy nhiên, cả hai đều yêu thương nhau, quan tâm và thường xuyên động viên nhau. Về livestream hát hò, hai anh em cho biết đây là hành động xuất phát từ niềm đam mê. Cả hai cảm thấy rất vui khi có nhiều người nghe, trò chuyện và khen tặng sau mỗi lần livestream. Hai anh em Huy và Hùng không chỉ chiếm được tình cảm của dân mạng nhờ giọng hát đầm ấm mà bởi sự yêu đời dù bệnh tật hiếm gặp. Hy vọng họ sẽ giữ mãi tinh thần tích cực ấy và truyền cảm hứng cho nhiều người qua mạng xã hội. Một ngày trong veo, một mùa nghiêng nghiêng, cánh đồng xa mờ, cánh đỏ nghiêng cuối trời. Em về nơi anh, một bờ vai xanh, dòng tóc xanh, đó là chân trời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.